huyết thủy dơ bẩn càng cuốn ra sóng to gió lớn trên không đập tới trên người cự kiểm thú rầm rầm mỗi một cái oanh kích đều xông vào trên người cự kiểm thú ngoại trừ nhuộm đỏ thân thể nó thì tựa hồ cũng không có quá nhiều hiệu quả nhưng máu đen hơi dính trên người liền bắt đầu thấm vào trong làn da ăn mòn phá hư lấy thân hình càng có từng đầu linh thể do máu tươi ngưng tụ thành hét chói tai lao đến bên người cự kiểm thú tiến vào mũi và lỗ tai của nó hừ không gian cấp thấp như thế Lý Vân Tiêu ngươi đây là muốn ta xem thường ngươi sao. Đột nhiên một đạo quang mang trực tiếp rơi vào biển máu, dẫm lên đầu cự kiểm thú, đúng là nhuận tường hóa ra chân thân. Từng đạo long khí lao ra khỏi cơ thể hắn, ở bên người ngưng tụ thành một cổ long uy. Nhuận tường vươn tay ra mở ra năm ngón tay, long uy chi lực kia trực tiếp ngưng tụ thành một đầu thanh long nhạt nhạt rơi vào lòng bàn tay hắn, gào thét lao ra ngoài. Giống, hổ khiếu long ngâm. Toàn bộ huyết hải thế giới đột nhiên chấn động, rất nhiều hàng rào máu tươi đều bị sụp đổ, toàn bộ huyết trì địa ngục dưới Long Uy đều ầm ầm lui tán. Lý Vân Tiêu biến sắc, lại không có chút bối rối, vẫn chỉ lẳng lặng yên đứng ở đó, lạnh lùng nhìn qua. Ngược lại sắc mặt nhuận tường trở nên ngưng trọng, khẽ thăm dò nói. Sao hả, không còn cách nào sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Ta có cách hay không là việc của ta, ngươi vội cái gì? Hừ, ai nói ta vội? Ngươi hiện giờ nên sợ hẳn là ngươi đi nhuận tường giận tím mặt giơ chân lên dẫm mạnh vào đầu cự kiểm thú quát công kích cự kiểm thú mở ra miệng rộng khí tức khủng bố tàn ra trong miệng một mảnh đen kịt không biết thông tới đâu khiến người phải sợ hãi giờ phút này toàn bộ huyết hải đều sụp đổ dưới long uy dần dần lộ ra không gian bên ngoài đột nhiên sắc mặt nhuận tường đại biến hoảng sợ nói không tốt chỉ thấy bên ngoài bầu trời hai chiếc chiến hạm u minh đã sớm xúc thế tràn đầy trên trận pháp công kích tách ra ánh sáng màu lam hai chùm tia sáng cự đại trùng thiên triệt địa ngang trời mà đến rầm rầm hai cổ thanh âm kinh hãi lang không bắn qua trang diện năng lượng bạo động kia khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ dừng lại chiến đấu trong tay nguyên một đám hoảng sợ nhìn qua bang bang cự kiểm thú kia quá lớn căn bản không cách nào tránh né công kích cường đại như thế hai đạo trùng tia sáng màu xanh ra trời đều bắn vào trong cái miệng cực lớn của nó vọt vào nơi đen kịt kia hừ trong lỗ mũi cự kiểm thú đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên cái miệng cực lớn kia thoáng cái liền khép lại tựa hồ đã bị ảnh hưởng cực lớn cả người lay động vài cái trên không chung lộ ra cực kỳ táo bạo cái gì chẳng lẽ không có việc gì sao trong đầu tất cả võ giả nhân tộc võ đều hiện lên một dấu chấm hỏi lớn trên mặt qua chính tường chảy xuống mồ hôi lạnh chúng một kích toàn lực của hai chiến hạm u minh còn tựa như không có việc gì làm sao mà đánh đây ồ ồ ồ ồ thân thể cự kiểm thú càng thêm lay động khí tức trên thân cũng trở nên cực kỳ bất ổn, dù là nhuận tường cũng ngơ ngác, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên động tác cử kiểm thú thoáng cái liền ngừng lại, trong lòng tất cả mọi người chợt khẽ giật mình, phảng phất như thời gian đột nhiên dừng lại vậy. Giống. Cử kiểm thú đột nhiên mở ra miệng rộng, một cổ năng lượng màu đen trực tiếp phun ra, lập tức liền phá tan hư không, trực tiếp đánh lên một chiếc u mình. Ầm ầm, chiếc chiến hạm kia liền phấn thân toái cốt tại chỗ, đại lượng tàn phiến nhao nhao rơi xuống dưới mỗi võ giả đều hít một hơi lạnh chỉ cảm thấy toàn thân rét run một hơi đã thổi nát một chiếc chiến hạm bát dai cự thú thế này còn đánh kiểu gì nữa trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ ồ ồ ồ ồ cự kiểm thú lần nữa lay động thân thể lắc la lắc lư giống hệt với khi trước lý vân tiêu kinh hãi đột nhiên quát phó cẩm sơn phó cẩm sơn đã sớm vận sức chờ phát động trong tay vội vàng bay ra một đạo quang mang lăng không mà lên không ngừng biến lớn từng vòng lực lượng tản ra. Cùng lúc đó, địa thế quanh thân hắn đột nhiên tối sầm lại, thiên địa lập tức biến sắc, một đạo cực quang hiển hiện trên không trung, hóa thành lực lượng năm loại nhân sắc tản ra, bao phủ trọn cả mặt đất vào trong. Mà ngay cả toàn bộ thành Bạch Sung cũng đặt mình trong trong đó, tất cả cảnh tượng đều biến ảo, mỗi người đều hoảng sợ phát hiện mình đã lạc đàn, vốn là thiên quân vạn mã đang chém giết nhau, nhưng thoáng cái đối thủ và đồng bạn đều biến mất không thấy gì nữa võ giả nhân tộc kinh hãi đồng thời mang theo vẻ vui mừng dù sao ảo giác thiên địa này là do đồng bạn mình tạo ra nó càng khủng bố biến thái càng tốt qua chính tường kinh hỉ đồng thời trong lòng mang theo hối tiếc cực độ nếu khi chiến sự bắt đầu mình có thể kiên định tin tưởng lý vân tiêu thì cũng không đến mức rơi vào cảnh thành hủy nhà tan đại lượng bình dân vô tội thương vong võ giả cũng tổn thất thảm trọng như hiện giờ ẩm ẩm cự kiểm thú kia cũng bị vây trong kết giới nhưng tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng thân thể sau khi lay động đột nhiên nhổ ra một đạo hắc mang giống như đúc với trước kia hắc mang xuyên qua trời cao đánh nát kết giới chi lực đánh tới hương chiến hạm trước kia những nơi đi không gian liên tan vỡ như gương nhưng lập tức lại được tu bổ về một kích ngàn dặm nhưng lại không thể đánh trúng chiến hạm u minh cái gì nhuận tường trong lòng cả kinh trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng vừa rồi không gian chỗ chiến hạm u minh rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng sao sau một lát ngắn ngủn lại lệch vị trí quái vật khổng lồ như thế muốn trực tiếp dùng không gian chi lực chuyển đi cơ hồ là chuyện không thể nào nhưng đối phương lại thật sự làm được lý vân tiêu ngươi chỉ có chút tài mọn này thôi sao nhuận tường lớn tiếng cười lạnh nói có giỏi đi ra quyết chiến với ta tất cả mọi người đều im lặng không nói chẳng biết tại sao thanh âm của người còn lại hoàn toàn không nghe được lại có thể nghe được thanh âm khiêu khích của nhuận tường một cách rõ ràng sau đó thanh âm lý vân tiêu cũng vang lên mang theo mỉa mai vô tận, hư lạnh nói. Quyết chiến, chẳng lẽ ngươi quên trận chiến tại Thành Hồng Nguyệt rồi sao? Nhận tương mặt giận dữ, trận chiến Thành Hồng Nguyệt thiên hạ đều biết, hơn nữa dần dần lưu truyền trong tứ hải, mặt mũi của hắn xem như đã triệt để mất hết, hắn quát ẩm lên. Hôm nay ta muốn rửa sạch hổ thẹn trước đây, không giết ngươi thể không làm người. Tâm tình của hắn dần dần tỉnh táo lại, lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng dùng một cái trận pháp kết giới là có thể vây khốn ta, ta cho các ngươi kiến thức xem uy lực chính thức của thâm hải cự thú vừa rồi phá hủy chiến hạm thậm chí ngay cả một phần mười lực lượng cũng chưa dùng tới đâu ồ ồ ồ ồ cự kiểm thú kia lơ lửng trên không trung trong thiên địa một mảnh tối tăm lu mờ chỉ có năm đạo quang mang từ phía trên rơi xuống bao lấy toàn bộ đại địa theo cự kiểm thú không ngừng run rẩy không gian bốn phái nó tựa hồ cũng nổi lên biến hóa rất nhỏ từng vòng năng lượng nhộn nhạo ra nhưng lại bị trở ngại chỉ là lực lượng trở ngại càng ngày càng mạnh phạm vi năng lượng nhộn nhạo cũng không ngừng tăng lớn. Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, trong phiến không gian kết giới này, bọn hắn bắt đầu có thể nhìn rõ ràng vị trí của cự kiểm thú và nhuận tường. Thần sắc nhuận tường lang lệ, một tay bấm niệm pháp quyết trước người, trong miệng lạnh như băng nói. Truyền thuyết đến từ biển sâu, khế ước truyền thừa vô số năm, ta dùng thân phận hậu duệ chân long mệnh lệnh ngươi phát huy ra lực lượng mạnh nhất, xe rách phiến thiên không này đi. Cự kiểm thú thoáng cái ngừng rung động lắc lư, mở lớn hai mắt, đồng tử nhanh chóng co rút lại, toàn bộ mặt ngoài làn da bắt đầu hiển hiện tầng tầng nếp nhăn. Giống. Cự kiểm thú há to mồm giống lên một tiếng, một đạo hắc mang cự đại phun tới, đột nhiên chấn kết giới ra ra một đầu thông đạo màu trắng, trực tiếp kết nối với thế giới bên ngoài. Không chỉ có thế, làn da nhăn lại cũng thoáng cái mở ra, trở nên sáng loáng, toàn bộ không gian ở bốn phía nó đều thay đổi, đẩy ra bên ngoài, đúng là trực tiếp căng cả kết giới ra. Sắc mặt phó cẩm sơn đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ, đại ngũ hành nguyên tố kết giới tuy rằng là phòng chế, nhưng đã phi thường tiếp cận ngũ hành bổn nguyên nguyên tố rồi, một khối giống như thiên địa hỗn độn, không có phá giới chi lực tuyệt cường căn bản khó có thể mở ra. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ lo lắng của Lý Vân Tiêu, thân sắc hoảng sợ liền vội ném ngũ hành đỗ bạch ngư trong tay ra ngoài, một đạo bạch quang lăng không bay lên, hóa thành một đầu quang ngư màu trắng bơi tới cự kiểm thú, trên người không ngừng có hoa văn màu vàng hiển hiện. Phó Cẩm Sơn hít một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng hai tay hướng trục và hư vô ngũ hành chi lực từ thiên địa hỗn độn hội tụ đến đều rơi vào trên quang ngư màu trắng kia toàn bộ ngư thân không ngừng kịch liệt biến lớn thoáng cái đã như cự kình nhưng vẫn có trệch lệch rất lớn với cự kiểm thú con ngươi cự kiểm thú kia đột nhiên mở ra tựa hồ lộ ra nghi hoặc nhìn qua quang ngư kia nhuận tường cả kinh quyết ấn trong tay biến đổi cự kiểm thú mở lớn miệng tứ chi không ngừng huy động bơi tới nó cũng có tứ chi chỉ là so sánh với gương mặt khổng lồ thì thật sự không đáng kể chút nào cả ngao miệng cự kiểm thú đón nhận quang ngư kia một ngụm cắn xuống toàn bộ đầu cá đã bị nó cắn vào trong miệng không ngừng nuốt vào trong bụng thân thể và cái đuôi quang ngư kia kịch liệt đong đưa lấy muốn tránh thoát ra nhưng lại tựa hồ như không thể làm được gì bị cự kiểm thú càng nuốt càng nhỏ lý vân tiêu lau mồ hôi nói với phó cẩm sơn ngươi đến cùng có được không thế thân hình phó cẩm sơn cũng run rẩy lợi hại quyết ấn trên tay tựa hồ tùy thời đều sẽ mất đi hắn vội vàng tay trái bắt lấy cổ tay phải muốn chống cự lấy run rẩy vân tiêu đại nhân sắp không được rồi phó cẩm sơn trong lòng phát khổ nói nếu ngũ hành đỗ bạch ngư kia bị nó ăn tươi đại ngũ hành nguyên tố kết giới cũng sẽ xong đời ngay sắc mặt lý vân tiêu trầm xuống tức giận nói lãng phí nhiều thời gian như vậy để bày trận không thấy ngươi phát huy được chút tác dụng nào đừng nói với ta là sắp xong đời rồi nhé. Phó Cẩm Sơn cười khổ nói. Nhất thời chủ quan, để cho đối phương cắn, nếu có thể dãy dụa ra thì có lẽ còn có thể quần nhau một hai. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, một cổ phong hỏa chi lực ngưng tụ thành trong tay, kết xuất một đạo ấn ký. Bóng dáng ngạc ngư xuất hiện trong phong hỏa chi lực, từ không trung đứng thẳng lên, hóa thành ngạc ngư quái gào thét lớn vọt tới. Sau đó, quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, cả người liền lôi hóa, thoáng cái bành trướng mấy lần, hóa thành một người đại mập mạp. Một vòng lôi đỉnh màu xanh ngưng tụ thành hoàn quanh thân hắn, tay phải nắm lấy cái búa dơ lên cao cao, tay trái lại niết lôi ấn, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Một cái maha cổ văn màu vàng chậm rãi bay lên trong lòng bàn tay hắn, không ngừng lượn vòng. Màu sắc lôi tinh hoàn thoáng cái trở nên thâm trầm, trên búa cũng tuôn ra lôi quang chói mắt, không hề đứt đoạn phát ra tiếng xì xì. Kim quang maha cổ văn dần dần tiêu tán, bắt đầu tụ thành một cái lôi cầu màu xanh, có ánh sáng tím thoáng hiện trong đó. Lý Vân Tiêu đột nhiên nắm chặt năm ngón tay, nắm lôi cầu kia trong tay, dương cánh tay lên cao cao, ném tới chỗ cự kiểm thú. Lôi cầu phát ra tiếng si, 11 cực lớn, phi tốc xoay tròn trên không trung, từng đạo lôi quang từ trong đó lập loè ra, kích xuất ra đạo đạo hoa văn. Ngạc ngư quái kia hóa thành núi cao, nhưng cũng chỉ lớn bằng sống mũi cự kiểm thú, nó không ngừng gầm thét đánh tới. Từng đạo cương phong và thần hỏa chi lực đâm vào trên mặt to kia, đánh ra chập trùng như vằn nước, tản khắp bốn phía. Nhận tường thì một tay bấm niệm pháp quyết, lạnh lùng đứng trên đầu cự kiểm thú không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn qua, khóe miệng lộ ra mỉa mai. Đột nhiên con người hắn ngưng tụ, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, lôi cầu kia đập vào mắt, khiến đồng tử hắn đột nhiên co lại. Ngạc ngư quái liền đánh ra mấy trăm quyền, tuy rằng không thể tạo thành tổn thương cho cự kiểm thú nhưng lại khiến tốc độ nuốt ngũ hành đỗ bạch ngư của nó giảm chậm lại. Thân sắc khác thường của nhuận tường tựa hồ đã bị ngạc ngư quái nhận ra, quyền tốc trong tay nó hơi thoáng chậm một chút, có chút nghi hoặc quay đầu, lập tức thấy được lôi cầu kia lao tới chỗ mình. Cả người ngạc ngư quái ngốc trệ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, há to mồm tựa hồ muốn kháng nghị. Phanh. Nó không nói hai lời, trực tiếp giải thể nổ bung, lập tức hóa thành vô số phong hỏa nguyên tố tản khắp mọi nơi. Đùng đùng. Lôi cầu thoáng cái vọt lên, ngàn vạn lôi điện không ngừng lập lòe bốn phía. Giống như một mảnh lôi long dài hẹp phá không mà ra, phạm vi càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người trong kết giới đều hoảng sợ nhìn trên bầu trời, mỗi người bọn hắn đều hoàn toàn không cách nào liên lạc với ngoại giới và những người khác, lại có thể thấy rõ nhất cử nhất động của cự kiểm thú và nhuận tường ở bên ngoài, cùng với công kích vô cùng mạnh mẽ ở bốn phía. Sắc mặt nhuận tường âm trầm xuống, trong con người lộ ra vẻ phẫn hận cực độ và không cam lòng. Đạo công kích này là từ trong tay Lý Vân Tiêu thi triển y ra nếu đổi lại là mình hắn thì căn bản không cách nào ngăn cản nổi nói cách khác nếu hai người lần nữa đấu võ hắn hẳn phải thua không nghi ngờ thâm hải cự thú toái diệt tất cả nhận tường gào rú một tiếng một đạo quyết ấn đánh vào đỉnh đầu cự kiểm thú đồng tử cự kiểm thú bỗng nhiên lớn lên hét lớn một tiếng há to mồm một cổ lực lượng vô hình vọt ra từ miệng nó không gian bốn phía đều bị nghiền nát quang ngư kia lập tức dãy rụa ra nhưng dưới cổ lực lượng kia liền run rẩy kịch liệt hào quang trên người không ngừng tiêu tán. Lúc lôi cầu đánh tới trước mặt nó, cũng gặp phải trở ngại cường đại, ngàn vạn lôi đình từng đạo hiển hóa ra, lại không thể tiến thêm nửa bước, ngược lại dần dần tiêu tán ra. Toàn bộ đại ngũ hành nguyên tố kết giới một mảnh chấn động, có cảm giác như long trời lở đất, mỗi người dưới sức mạnh to lớn kia đều cảm giác mình nhỏ bé dị thường, tùy thời đều sẽ bị diệt. Pha giới chi lực, thâm hải cự thú này thật khủng bố, vậy mà có lực lượng đủ để xé rách thế giới. Lý Vân Tiêu cảm thấy hoảng sợ, ngóng nhìn lấy kết giới đang ngừng sụp đổ, nhưng trong mắt lại bình tĩnh như nước, thâm thúy như bầu trời. Phá giới chi lực, cực hạn võ đạo mà chỉ võ đế cửu tinh mới có thể lĩnh ngộ sao? Phó Cẩm Sơn tâm thần đại chấn, vạt áo đã sớm bị mồ hôi lạnh sũng nước, giờ phút này nghe vậy, càng sợ hãi không thôi. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát: "Đừng phân thần, mặc dù là phá giới chi lực, cũng không cách nào xé rách hỗn độn thế giới do ngũ hành bổn nguyên nguyên tố tạo thành đâu." Phó Cẩm Sơn vội vàng thu liễm tâm thần, không ngừng thi triển ấn quyết trong tay. Lý Vân Tiêu nói không sai, đáng tiếc đây cũng không phải là đại ngũ hành nguyên tố kết giới chính thức, chỉ là hàng nhái thôi, nhưng có thể chống cự một khắc này là được rồi, cũng không thể bó tay chờ chết à. Quang ngư kia tựa hồ thoáng ổn định một ít, chống lấy áp lực cực lớn lách tới phía trước. Cùng lúc đó, bốn phía thiên địa hội tụ đến năm đạo quang mang, ở trên không cự kiểm thú ngưng tụ thành ngũ hành quy tắc, lăng không đánh xuống, Ấm ẩm ẩm. Nam đạo quang mang rơi vào cự kiểm thú trên không, còn chưa cận thân liền trực tiếp sụp đổ tán, hóa thành vô số toái mảnh vụn mảnh huỳnh quang điểm một chút tán trên không trung. Kết quả này tựa hồ đã sớm nằm trong dự đoán của phó cẩm sơn thần thái hắn tự nhiên, tốc độ thi triển ấn quyết trong tay cũng càng lúc càng nhanh. Ánh sáng nhạt ở trên không trung tán mà bất diệt, dần dần cứng lại, hóa thành một phương ngũ hành lao lùng, phong tỏa không gian, không ngừng xoay tròn quan thân cự kiểm thú đè ép vào, phát ra tiếng đá mài chói tai võ giả trong kết giới cảm thấy một hồi ghê răng một ít người tu vị khá thấp càng trực tiếp đau nhức màng tai ứa ra máu tươi pha giới chi lực trong miệng cự kiểm thú còn đang không ngừng phụt lên quang ngư và lôi cầu còn có ngũ hành lao lung không ngừng đau khổ chống lại nhưng lại liên tiếp rơi vào hạ phong những phong hỏa chi lực đang chạy đi ở phía xa lần nữa ngưng tụ thành ngạc ngư nó nằm sấp ở trên hư không vẫn không nhúc nhích khiến lý vân tiêu tức đến thổ huyết sắc mặt phó cẩm sơn càng thêm tái nhợt run rẩy nói Vân Tiêu đại nhân, thật sự, thật sự không duy trì được nữa rồi, toàn bộ kết giới sắp sụp đổ rồi. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn đã tận lực, gật đầu nói. Trực tiếp kíp nổ kết giới chi lực, làm một kích cuối cùng đi. Hắn thở dài một tiếng, nói. Thành bạch sung, vẫn không thể nào giữ vững A. À. Qua chính tường trong kết giới sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn đã nghe được truyền âm của Lý Vân Tiêu, biết rõ sắp thất bại, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, thì thào khổ sở nói. Ta hiểu được, đa tạ vân tiêu đại nhân trong mắt phó cẩm sơn hiện lên một tia không nỡ lăng không kết ấn trên quang ngư đột nhiên hiện ra một đoàn hoa văn toàn bộ kết giới bắt đầu co rút lại hội tụ đến trên thân quang ngư kia bản thể của nó cũng nhất thiểm nhất diệt lộ ra huyền khí ngũ hành đỗ bạch ngư khí tức càng ngày càng mạnh rầm 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 phanh ngũ hành lao lung bởi vì bỗng chốc bị quang ngư rút sạch lực lượng nên liền sụp đổ sụp đổ xuống sau đó lôi cầu không chống đỡ nổi nữa thoáng cái bị đánh tan mất Dầm rập lôi đình bỗng nhiên hóa thành vô số đạo lôi điện bắn ra, giống như một mảnh run dài hẹp chui vào trên trời cao. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng lần này chấn trụ, ngoại trừ đám qua chính tường bị Lý Vân Tiêu nhắc nhở ra, mọi người cũng không biết sắp xảy ra chuyện gì, tất cả đều hoảng sợ và cảnh giác nhìn qua. Giờ khắc này, toàn bộ kết giới đều co rút tới cực điểm, trên quang ngư bộc phát ra cường quang trói mắt, bản thể huyền khí trực tiếp lộ ra, khí tức khủng bố lan tràn trên đó. Sắc mặt nhuận tường cũng khó coi đến cực điểm, quát, ngăn trở. Tuy rằng một màn trước mắt khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn cũng không cho rằng chút lực lượng kia có thể chống lại thâm hải cự thú. Hào quang áp xúc tới cực hạn rốt cục tỏa ra, giống như một đóa hoa trong khoảnh khắc nở ra cực kỳ xinh đẹp, rực rỡ đến cực điểm. Oanh. Đại ngũ hành nguyên tố kết giới sụp đổ, bầu trời vỡ vụn, mặt đất trầm xuống, toàn bộ không gian một mảnh cát bay đá chạy, mắt không thể thấy, tai không thể nghe phảng phất như tận thế vây. Tất cả người hai tộc đều lâm vào hoảng sợ, hoảng sợ muốn tự cứu, lại phát hiện lực lượng của mình chẳng qua chỉ như muối bỏ biển, thoáng cái đã bị quấn vào trong. Phốc, Phó Cẩm Sơn nhổ ra một ngụm tâm huyết, cả người trực tiếp trở nên uể oải, phảng phất đã hao hết sinh cơ, lập tức già nua đi mấy chục tuổi. Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, giới thần bi nơi mi tâm lóe lên hào quang liền thu hắn vào trong. Trong thiên địa lờ mờ, nguyệt đồng trong hai mắt hắn lập lòe, thoáng cái đã thấy rõ chỗ cự kiểm thú. Lực kết giới sụp đổ cũng mang đến cho nó tổn thương nhất định, mặt đất đã bị đánh thủng khắp nơi, da thịt trực tiếp bong ra, mảng lớn máu tươi chảy xuống. Nhưng chỉ suy giảm tới da thịt thôi, ngược lại khiến cự thú càng thêm phẫn nộ, liên tục gào thét, từng đạo lực lượng trùng kích ra, tựa hồ thật sự như muốn lật tung toàn bộ thế giới. Nhận tường ở trên đầu cự kiểm thú đang nổi giận cũng thấy kinh hãi không thôi, hắn cảm giác mình đã có chút không thể kiểm soát cự kiểm thú rồi. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng nhạt lập lòe trong thiên địa mờ nhạt, càng ngày càng sáng, phảng phất như một ngọn hải đăng mang đến hy vọng cho thế gian vậy. Tâm tình kinh hãi của tất cả mọi người thoáng cái ổn định lại, đều giật mình nhìn chùm tia sáng kia, không biết là lực lượng gì, vậy mà có thể xuyên qua lực lượng cường đại như thế. Đó là chiến hạm. Kinh Vĩnh Dạ lộ ra vẻ nghi hoặc ra, đạo quang mang kia quả thật có chút giống với một kích toàn lực của chiến hạm U Minh. Ầm ầm, đạo quang mang kia nhìn như chậm chạp kỳ thực lại như vạn mã lao nhanh, quét ngang trời cao. Oanh! Trùng tia sáng vọt tới chỗ gần, mới phát hiện nó thô to dị thường, nó đánh lên trên người cự kiểm thú đang nổi giận, ép tới khiến lực lượng quanh thân nó không ngừng co lại giảm xuống, cả thân thể không lồ cũng bị chấn cho lui ra phía sau. Cự kiểm thú bị đánh lui vài trăm mét, toàn bộ không gian cát bay đá chạy lập tức ổn định lại, lực lượng cuồng bạo dần dần tán đi, đẩy ra mây đen thấy trời nắng. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm nhìn nháp mọi nơi, lúc này mới phát hiện mình vẫn còn trong hỗn chiến lúc trước, không ít hải tộc đang vây ở chung quanh mình, lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng bay đi. Những cường giả hải tộc kia cũng có tâm tình như vậy, hai phái người thoáng cái phân biệt rõ ràng, tách ra trên trời cao, đều tràn đầy sợ hãi nhìn vào nhau. Nhưng ánh mắt mọi người rất nhanh đã tụ tập ở phía xa, nơi chùm tia sáng vừa rồi phóng tới, một chiếc chiến hạm to lớn khổng lồ đang lao nhanh tới. Chiến hạm kia cực kỳ to lớn, giống như một tòa thành trì di động vậy. Chỉ từ vẻ ngoài đã mang đến cho người một loại cảm giác áp bách rất mạnh, phát ra tiếng oanh minh cực lớn, giống như lôi đình cuồn cuộn mà đến. Chiến hạm bay trên trời cao cũng không ngừng mang đến cho mọi người cảm giác hư ảo, giống như nhất thiểm nhất diệt, mắt thấy là giả, chứng kiến cũng không tồn tại. Không ít cường giả võ đế đều chấn động, biết rõ đây là một loại trạng thái bảo hộ bản thân rất mạnh, gọi là bước nhảy không gian. Bởi vì bản thể chiến hạm thập phần cực lớn, một khi bị công kích, căn bản là 100% trúng chiêu cho nên có chút thuật luyện sư cường đại đã sáng chế ra ngoài bí pháp này có thể khiến chiến hạm trong quá trình tiến tới thậm chí là trong quá trình dừng lại dùng tần suất nhất định thực hiện bước nhảy không gian như vậy liền có thể tránh được tuyệt đại đa số công kích khiến thân hạm được bảo hộ với trình độ lớn nhất sắc mặt nhuận tường lập tức liền xám trắng hắn đã ở đại lục một thời gian lâu lập tức liền nhận ra đẳng cấp chiến hạm trước mắt hơn nữa chùm tia sáng kia còn đang bay nhanh ngưng tụ chuẩn bị lấy đợt công kích tiếp theo mà cự kiểm thú giờ khác này tuy rằng cũng chưa bị tổn thương thực chất, nhưng khí tức đã không bằng với trước. Đặc biệt là với tư cách người khống chế, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi khi cự kiểm thú hô hấp, khí tức liền suy yếu đi vài phần. Từ trình độ một kích vừa rồi mà xem, chiến hạm này chưa hẳn đã không làm gì được cự kiểm thú, nếu như rằng co nữa sẽ rất nguy hiểm. Sắc mặt nhuận tường thay đổi mấy lần, có chút do dự. Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng thoáng cái hơi co lại, nguyệt đồng thoáng cái biến mất, khôi phục trạng thái thanh minh, lẳng lặng nhìn qua chiếm hạm trung cực cửu dai đang lao tới kia lui về biển cả nhận tường phẫn hận nhìn qua lý vân tiêu đang đứng chắp tay trên không trung thân sắc một mảnh lạnh nhạt rốt cục gian nan hạ quyết định lui bình. chỉ là lần này toàn lực công kích cũng không thể chiếm lấy thành bạch sung hơn nữa bại lộ mình có thể khống chế thâm hải cự thú sợ rằng lần sau muốn công thành sẽ càng khó hơn nữa hắn âm trầm nhìn thoáng qua thành bạch sung thần tình trên mặt đột nhiên sửng sốt một chút trước mắt một mảnh hoang vu phế tích nào có nửa điểm giống thành trì chứ. Nhận tường ngốc chỉ chốc lát, không biết đây có tính là san bằng thành bạch sung không đây. Trận chiến này là thắng hay bại. Hắn cũng không rõ lắm, ôm theo tâm tình phiền muộn xoay người liền lui đi. Chúng cường giả hải tộc sau khi nhận lệnh liền phi tốc rút lui khỏi bầu chơi, như kiến vây quanh bên người cự kiểm thú lui về biển cả. Võ giả nhân tộc tất cả đều mặt không biểu tình nhìn qua cường địch chạy đi, căn bản không ai dám đuổi, cũng không hề có ý nghĩ đó tâm tình qua chính tường cũng rất phức tạp, cường địch mặc dù đi, nhưng toàn bộ thành trì. Hắn cũng triệt để chấn nản rồi, không biết phải làm sao. Trong lòng càng hối hận, tiếc nuối vạn phần, nếu từ sớm đã giao toàn quyền cho Lý Vân Tiêu xử trí, khốn địch nhân ở ngoài thành. Vậy mặc dù ngũ hành kết giới tự bạo cũng vẫn còn đại trận hộ thành để thủ, quyết không đến mức tan thành mây khói như hiện giờ. Chiến hạm cửu dai ầm ầm mà đến, thoáng cái đã ngừng lại ở chỗ cách đó không xa, tựa hồ cũng không định truy kích mọi người còn chưa hưởng thụ tâm tình sống sót sau tai nạn liền đã bị chiến hạm kia hấp dẫn. Mặc dù người đã thấy qua cự hạm như thế không nhiều lắm, nhưng không cần đầu óc cũng có thể đoán ra đó là thần vật ra sao. Không biết là vị nào đại nhân đến cứu viện. Nguyễn Tích Tuyền dẫn đầu cao giọng hỏi, nhìn chung tất cả mọi người đều mang vết thương chồng chất, duy chỉ có mình hắn là tốt nhất, không biết hắn sao có thể bảo hộ bản thân tốt như thế nữa. Tiếng oanh minh trên chiến hạm càng ngày càng nhỏ, một chùm tia sáng từ đánh chiến hạm chiêu xuống dưới, Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trong đó. Dẫn đầu là một người áo trắng bồng bềnh, tướng mạo tuấn lãng, thân thái tự nhiên, mặt mỉm cười nhìn qua mọi người. Nguyễn Tích Tuyền cả kinh, vội vàng nghênh tiếp, cung kính nói: "Thì ra là Lai Phong công tử của Bắc Minh thế gia." Bắc Minh thế gia, dĩ nhiên là người Bắc Minh thế gia đến. Khó trách, có thể có được chiến hạm cửu giai, trên toàn bộ đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. À. Được cứu rồi, lần này mọi người được cứu rồi không thể tưởng được Bắc Minh thế gia cũng xuất thủ. Chậc chậc, chiến hạm cửu giai, mặc dù là thế gia siêu cấp cũng là thứ như trí bảo, sẽ không dễ dàng lộ diện, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Các ngươi cũng không biết a, à, Lai Phong công tử đã được định là người nối nghiệp của Bắc Minh thế gia rồi, bởi vậy mới có thân phận sử dụng cự hạm như thế. Trên phế tích, tất cả người sống sót đều đang nhao nhao nghị luận, mọi người biểu lộ không đồng nhất, nhưng phần lớn vẫn là mừng rỡ. Bắc Minh Lai Phong nhìn mọi người, cười mà không nói, chỉ chậm rãi chuyển ánh mắt tới chỗ Lý Vân Tiêu ở không xa. Giờ phút này mặt nạ trên mặt Lý Vân Tiêu đã nghiền nát, gương mặt tuổi trẻ non nớt, lại có vẻ tăng thương xuất hiện trước mặt Bắc Minh Lai Phong. Bắc Minh Lai Phong dưới vạn chúng chú mục lộ ra vẻ hăng hái, chắp tay ở sau lưng, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, lại cười nói. Vân Thiếu, thật sự là nhân sinh há có thể không gặp lại a à. Lý Vân Tiêu đáp lại một nụ cười, khóe miệng có chút dơ lên, nói. Khốn cục hôm nay, may mắn có lai phong công tử đuổi tới kịp thời nếu không hậu quả không thể lường được hắn lần này là tán thưởng từ đáy lòng nếu khu vực thành bạch sung không thể giữ vững vậy thì không chỉ tuyệt đại đa số võ giả ở đây đều sẽ vẫn lạc hơn chiến trường đông vực cũng sẽ bị đục ra một lỗ hổng cực kỳ bất lợi đối với nhân tộc chỉ là thấy bộ dáng dương dương đắc ý kia của bắc minh lai phong hắn liền cảm thấy có chút buồn cười nhưng lời này lọt vào tai bắc minh lai phong lại có cảm giác là lạ thật giống như đại nhân đang khen ngợi tiểu hài tử. Loại tư thái kia của Lý Vân Tiêu khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, đặc biệt là khóe miệng nhếch lên kia, phảng phất như ẩn chứa trào phúng vô tận vậy, sắc mặt hắn lập tức chìm xuống, như bao phủ sương lạnh. Vân Thiếu khen nhầm rồi, liên quan đến lợi ích bổn tộc, tự nhiên phải kiệt lực mà làm. Ngược lại Vân Thiếu tựa hồ là nhân vật cực kỳ nhạy cảm trong cuộc chiến hai tộc này thì phải, hiện giờ đang bị khắp thiên hạ truy nã đấy. Bắc Minh Lai Phong lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Khắp thiên hạ truy nã, trò đùa này cũng quá lớn rồi, nhiều nhất chỉ là thành hồng nguyệt truy nã ta, nhân sinh trên đời cũng không thể không có cửu nhân nào a à? a à, nói như vậy thành hồng nguyệt truy nã vân thiếu ngược lại là thù riêng sao? bắc minh lai phong hừ lạnh một tiếng trong mắt tuôn ra một đoàn sát cơ đến đối với lý vân tiêu hắn một mực cảm thấy uy hiếp thật sâu hiện giờ cũng là một cơ hội tuyệt hảo để loại bỏ trong mắt hắn lập loài hàn quang không chút che giấu sát cơ của mình tất cả mọi người đều thấy căng thẳng hàn ý trên người bắc minh lai phong khiến sắc mặt mọi người đều nặng nề cảm thấy lo lắng qua chính tường vội vàng ra khỏi hàng nói trong này tất nhiên có hiểu lầm vừa rồi nếu không có vân tiêu đại nhân liều chết chiến đấu thì sợ rằng còn không kịp chờ lai phong đại nhân tới cứu viện nơi này đã sớm rơi vào tay giặc rồi a à? hừ đã sớm rơi vào tay giặc sao thành chủ đại nhân cũng quá mức khuếch đại tác dụng của lý vân tiêu rồi a à? nguyễn thích Tuyền cũng đứng dậy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lý vân tiêu mỉa mai nói trong chiến đấu hắn có tài đức gì lại được tán dương như vậy chứ ta có thể chịu trách nhiệm mà nói trận chiến này nếu không có hắn kết quả cũng không có gì thay đổi cả sắc mặt mọi người đều đen lai bổn sự không biết xấu hổ của nguyễn tích tuyền này cũng thật lợi hại nhưng hắn dù sao cũng là người thành hồng nguyệt thực lực bản thân cũng rất mạnh tất cả mọi người không ai dám lên tiếng cả sợ đắc tội với hắn trên mặt bắc minh lai phong lộ ra vui vẻ nói quả là thế ta biết ngay người này là loại lừa đời lấy tiếng mà lý vân tiêu ngươi còn lời gì để nói không lý vân tiêu cười nhạt một tiếng nói ngươi nhìn người chỉ trích ta là ai đây không phải là thù riêng với thành hồng nguyệt thì là gì chứ trên mặt nguyễn tích tuyền lộ vẻ lạnh lùng nói hôm nay mặc ngươi xảo ngôn cũng khó thoát khỏi bắc minh thế gia xử tội ta thấy xảo ngôn là tích tuyền đại nhân ngươi thì đúng hơn kinh vĩnh dạ vẻ mặt oán giận trực tiếp đứng ở sau lưng lý vân tiêu lạnh lùng nói công đạo tự ở nhân tâm hạ có thể cho phép các ngươi tùy ý sửa chữa vừa rồi nếu không có vân tiêu đại nhân hiện giờ có mấy người còn sống kinh vĩnh dạ ta thực lực thấp kém nhưng là người có liêm sỉ mấy người thắc nguyệt kiếm phái đều lộ vẻ mặt kiên quyết nhao nhao ra khỏi hàng đứng ở sau lưng lý vân tiêu thoáng cái không ít người cũng bắt đầu động đội viên chiến nhận còn có một ít võ giả may mắn còn sống sót cũng đều yên lặng ra khỏi hàng dùng hành động thực tế để ủng hộ lý vân tiêu qua chính tường vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng nói. Nếu Bắc Minh Thế Gia thật sự quyết định động thủ với Vân Tiêu Đại Nhân, thứ cho Thành Bạch Sung ta không thể ngồi yên không lý đến. Hắn mang theo người Thành Bạch Sung cũng nhao nhao tụ tập ở sau lưng Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong đại biến, mặt giận dữ, lạnh giọng nói. Tất cả người đứng thành hàng phải nghĩ cho kỹ đấy, một khi sai, chính là vạn kiếp bất phục. Hắn vừa lên tiếng, lập tức khiến toàn thân những người chuẩn bị ra khỏi hàng kia đều run lên, nhìn thoáng qua cao thủ Bắc Minh thế ra cùng với chiếc chiến hạm cửu dai cực lớn kia, cuối cùng đều rút chân về, không ai dám đứng ra nữa. Nhan Thụ Thư lại trực tiếp đứng ở sau lưng Bắc Minh Lai Phong, lạnh lùng quát. Đám các ngươi là thứ gì chứ? Vong ân phụ nghĩa. Nếu là không phải Lai Phong đại nhân kịp thời đuổi tới, các ngươi có thể còn sống sót sao? Chính thức cứu tánh mạng mọi người chính là Bắc Minh Lai Phong đại nhân a à. Một ít người liếc nhìn nhau, sau đó cũng đứng ở bên phía Bắc Minh Lai Phong, nhưng chỉ giải rác mấy người. Trên bầu trời thoáng cái liền phân thành ba phái, xa xa mà đứng, nhiều nhất chính là những người lặng yên không lên tiếng, hào khí thoáng cái trở nên lạnh lùng. Ngạc Nhạc chỉ trong đám người trầm tư một hồi, rốt cục bước ra ngoài, đứng ở bên Bắc Minh Lai Phong, ôm quyền nói: "Lý Vân Tiêu chính là người thành Hồng Nguyệt truy nã, kính xin Lai Phong công tử ra tay bắt giữ lấy hắn giao cho thành Hồng Nguyệt xử trí." Hắn tuy rằng cũng nhìn ra tác dụng của Lý Vân Tiêu trong trận chiến vừa rồi, nhưng mình dù sao cũng là người thành Hồng Nguyệt phải có lập trường tông môn mới được. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, cười lạnh nói. Như các vị mong muốn. Ánh mắt của hắn hướng quét qua đám người trung lập, làm ra thủ thế mời, lạnh lùng nói. Còn ai ủng hộ Lý Vân Tiêu nữa không, thỉnh cùng nhau đi qua đi. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến hóa, đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng không ai dám ra khỏi hàng cả. Trong đó khó xử nhất là Lưu Dương Băng, thân sắc trên mặt dãy dụ cực độ, mấy lần muốn đi ra ngoài nhưng lại không cất bước nổi. Tình thế trước mắt chỉ cần Bắc Minh Thế Gia ra, ra tay, Lý Vân Tiêu sẽ tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng thấy bộ dạng lạnh nhạt kia của Lý Vân Tiêu, thần sắc không có chút khẩn trương, có lẽ vẫn còn át chủ bài để ứng đối. Cắn răng một cái, Lưu Dương Băng cũng đứng ra, đi đến bên người Lý Vân Tiêu nói. Ta tin tưởng vững chắc Vân Tiêu công tử tuyệt không phải người ngông cuồng, trận chiến vừa rồi chư vị đều có thể may mắn sống sót, kính xin các vị tự hỏi lòng một chút đi. Một câu nói kia khiến không ít người cúi đầu, trên mặt lộ ra xấu hổ. Nhan thụ thư cười lành lạnh nói. Nói nhảm với bọn họ làm gì, loại bại hoại nhân tộc này đã sớm nên thu thập, kính xin chư vị đại nhân Bắc Minh thế ra ra tay. Thần sắc trên mặt Bắc Minh lai phong lạnh lẽo, tay dơ lên điểm xuống, nhe răng cười nói. Bắt lấy Lý Vân Tiêu, người phản đối giết không tha. Trên bầu trời khí tức ngưng tụ, tất cả mọi người cảm thấy hàn ý vô biên, nhao nhao lui về phía sau, phía chân trời thoáng cái trống ra mảng lớn. Hừ, đối phó cặn bã như vậy, công tử chỉ cần một đạo mệnh lệnh là được, không cần tự mình lộ diện. Mọi người chỉ thấy bóng người lóe lên, hai tên cường giả võ đế lập tức xuất hiện ở trước người Bắc Minh Lai Phong. Một người trong đó đúng là tích cường giả võ đế tứ tinh ngày đó kết thù với Lý Vân Tiêu ở Trấn Hải Thiên. Trên mặt hắn lộ ra hàn ý và mỉa mai, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu giống như đang nhìn một người chết vậy. Người khác nói, kẻ này dù sao cũng được vinh danh là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, vạn lần không được chủ quan. Người nọ cười to nói, ha ha, nếu lòng ngươi có băn khoăn, vậy thì ở một bên xem là được. Người nọ trực tiếp hóa thành một đạo quang mang phóng tới Lý Vân Tiêu, tên đồng bạn kia cười nhạt một tiếng, cũng theo sát theo phía sau.